là đã được một lớp lọc đang chuẩn bị ra lớp 2 rồi các bác ạ thì yeah. à, dạ bằng. hello em kênh thương hiệu đồ ngạn tv xin chào tới tất cả các bác anh em làm vườn nhé Dạ vâng, hôm nay sẽ tiếp tục làm video để chia sẻ cho các bác anh em nhà vườn Thì nói chung là làm video thì biết gì em chia sẻ đấy để giúp ích cho tất cả các bác anh em cộng đồng mạng Cũng như yêu thích cây vải thiều Thì các bác cũng có thể làm video, cũng có thể là học theo cái cách của em Hoặc là các bác có thể tính toán xem những cái video em làm nó có cụ thể không Có tốt đem lại lợi ích cho tất cả các bác không Các bác nhé Dạ vâng, thì em sẽ xem cái thời điểm quay video cho các bác đây ạ Thì hiện tại bây giờ đang là... 15 giờ 53 phút chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024 của dương lịch bác nhé. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024 của âm lịch các bạn. Dạ vâng, em cũng khá lâu không vì cái thời điểm làm làm lọc này thì nó rất chỉ là đơn giản thôi vì em cũng ít lên video hơn các bạn. Thì hôm nay sẽ tiếp tục bút, bớt chút thời gian để làm video để chia sẻ cho tất cả các bác anh em như thế này nhé. Dạ vâng, thì hiện tại bây giờ đây là cái vườn vải thanh hà của em này thì tí nữa em sẽ quay về cái vải muộn cũng như là vải u hết để tổng hợp cho tất cả các bác anh em từ miền Nam ra miền, Bắc cho tất cả các bác nào có trái vải cũng như là vải u hồng hay u trứng trắng nói chung là tất cả các loại vải sớm các bác nhé thì cái dự báo của thời tiết năm nay thì em xin chia sẻ cho các bác này nhắc lại cho các bác như này này cái thời tiết của năm 2024 này cuối năm ấy thì nó vẫn cứ dao động ở cái mức 30, 28, 30 độ của, của tháng 10 âm lịch nhá. Tháng 9, tháng 10 âm lịch đổ ra là vẫn có nắng như vậy và kèm theo mưa. Thì tất cả các bác anh em làm vườn vải cũng như làm kỹ thuật thì các bác hãy cố gắng uh, chú ý đến vườn vải nhà mình. Thì uh, hiện tại cái vườn nhà em bây giờ em đang quay cho các bác đây. Thì uh, những cái cây nào mà nó mất không có quả các bác. Những cây nào không có quả thì đang lọc hai ra rất chi là khỏe này những cây không có quả thì rất chi là khỏe này và những cây nó không à, những cây sai này thì bây giờ gọi là có cành bây giờ cũng đang nhú lọc hai rồi các bạn đây. đây có một cây nữa này cây này mất này một cây mất này à, hai cây mất này à, ba cây mất này và một cây bên kia đang ra lọc đỏ kia nữa là cây thứ tư thì à, bốn cây mất thì là ra lọc rất chi là khỏe các bạn thì những cây mất mùa này thường mình tỉa đi cái thì nó ra lọc ngay và nó rất là khỏe thì đây đang lọc hai rồi này còn những cây những vườn khu vực này có quả hết như này thì bây giờ cũng đang bắt đầu nhú lọc hai rồi các bạn thì lọc hai này các bác chỉ cần phun cho em cái thuốc sâu là được ok và các bác còn cái chai bò siêu lớn trái các bác phun vào cho nó cho nó sánh mướt luôn cái đấy cái chai bò phun rất là tốt cho các bác nhé nếu mà phun cho mấy cái chai bò đó các bác phun cho táo cho nhãn các thứ rất là đẹp luôn các bạn Đấy, nếu mà các bác phun cái đợt vụ hoa quả mà còn thừa các bác phun vào hoặc là các bác có cần thuốc gì cứ alo ơi, em gửi cho tất cả các bác nhé đây các bác này thấy chưa thấy, cây nó mất mùa cái lọc nó ra lá mướt to đung như này các bác Đấy, cây nó không có quả đâu nhé các bác nhé đây cây không có quả này lọc hai ra khỏe không đây mới lọc hai thôi dạ vâng thì xin trước tiên thì xin chia sẻ cho các bác ở ngoài bắc trước xong thì em sẽ nói đến các bác ở trong miền nam nhé mình đang tây nguyên nhé thì các bác này thì ví dụ trong một cái vườn này của nhà em này thì thường thì cái năm nay làm lọc nó sẽ không đào nhau được mấy đâu vì cái thứ nhất là nó không đào được cả vườn à, cả vườn không thể đào nhau cùng nhau một lớp lọc được thì là nó do là cái cây nó mất mùa này thì nó khỏe hơn nó sẽ bật lọc trước và cái cây nuôi trái nó sẽ ra lọc kém hơn đây này, ví dụ như cây bên này nuôi trái này đây cây nuôi trái này đấy các bác nhìn những cây nuôi trái kìa đấy đây có ba cây này mất này vườn này, em năm nay vào hiện vào có ba cây đến 4 cây mất cả vườn 4 cây vải mất mùa không có quả các bác nhé thì đã chia sẻ cho các bác những cái thông tin là quan trọng nhất là cái thời tiết nó quan trọng nhất khi các bác làm vải hay là các bác muốn tính toán làm cái gì hoặc là phun thuốc sâu thì các bác cũng phải xem cái thời tiết xem nó có mưa không thì các bác mới đi phun thuốc sâu phải không ạ thế cho nên là những cái gì em chia sẻ trên video nó rất chi là tâm huyết nó thực sự mang lại lợi ích cho tất cả các bác anh em làm vườn Thứ hai là đam mê về cây vải thì đối với em thì không thể không thể thiếu được các bạn, không thể thiếu được. Đấy, còn các bác anh em một số các bác bây giờ cũng muốn muốn trồng đấy các bác trong miền Nam ấy thì nói thực ra thì các bác ở trong đó vẫn cứ trồng thoải mái thôi. À, trong đó các bác bán trước ngoài bắc này các bác cứ trồng thoải mái thôi. Còn ngoài bắc này thì một số nhà vườn giờ người ta chuyển sang táo và chuyển đổi cây trồng nhiều vì cái số lượng vải nhà nhà các bác cái nhiều viên năm bảy trăm cây ngoài này thì thực sự ra đã nhiều vải thì không có bao nhiêu chia rau ra thì mỗi nhà chỉ được trăm gốc là cao rồi cứ chia đều hết đấy không phải như đất rộng trong miền nam các bác được trong miền nam các bác trồng tuyệt bằng hát thôi ngoài này giờ nhà nào nhiều có 500 cây vải thôi nhiều nhất có 500 cây vải đến bảy tám trăm cây vải cũng thế thôi đấy chẳng qua là chưa chia cho các con cái thôi bình thường cũng chỉ thế thôi rồi. thì trước tiên thì sẽ chia sẻ cho các bác như này nhá à, ở ngoài Bắc mà năm nay cái lớp lọc nó cứ lo tho như thế này này và bây giờ mình sẽ tính từ bây giờ nhá, lập một rồi, bây giờ sang lọc 2 rồi, Đúng không ạ? Thì bây giờ cái lớp này thì nó sẽ hôm nay là 16 tháng 6 này, 16 tháng 6 âm lịch này thì nó sẽ đến tầm rằm tháng 7 thì cái lớp này sẽ sẽ được một lớp lọc và đến cuối tháng 7 nó sẽ ra một lớp thì có nghĩa là à nếu cái lớp này mà khoanh sớm thì nó sẽ dao động ở trong cái tháng 7 tháng 8 sang tầm đầu tháng 9 tầm mùng 5, mùng 10 tháng 9 là khoanh. Thì uh, xin chia sẻ cho các bác ở ngoài Bắc và trong miền Nam cũng như vậy thôi. Cái cách làm nó rất chi là dễ thôi vì cái vải này nó không phải yêu cầu nó làm lọc này, không phải yêu cầu nó ghê gớm chăm sóc nó phải phải tốt thế nọ kia các bác không cần đâu. Làm như vậy nó rất chi là tốn kém phân bón là các bác cứ ra lọc nếu cây xanh khỏe như thế này này. Các bác cứ phun nước sâu cho em là được. Đấy, nếu có bệnh thì cho ít bệnh vào là xong. Còn ngoài ra những cây này em không bao giờ bón nữa. Cây này nó không có quả nó không cần bón, các nhé những cây nó có quả em sẽ bón này đấy thì mình làm sao để cái tối ưu hóa là cái vừa được việc của mình nhưng mà lại à, vừa đỡ mất tiền à, thì các bác không nên chăm tốt quá vì chăm tốt quá đến lúc cây nó sung ý. vì phân bón ở dưới gốc nó còn nhiều đến lúc cái thời điểm các bác khoanh nó vẫn còn dư thừa nó rất chi là khó khi đến thời điểm ngủ à, ngủ đông cây vải ngủ đông cũng như là ủ hoa phân hóa hoa nó vẫn còn dư thừa phân bón thì các bác nó gặp mưa cái là trăm phần trăm nó sẽ sẽ sợ, sợ bật lọc bật lọc đông các bác hiểu không thế cho nên là mình chăm ví dụ như món này mà ngoài này bắc này thì chỉ bón một lần à, thu hoạch xong bón thúc một lần là bà bón lót một lần là thôi các bác nhé thế thôi Không 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 phải bón nhiều cơ đấy thì năm nay em sẽ vẫn chia sẻ lại cho các bác nghe này à, năm nay trong hiện tượng vì những cái vườn nào mà mất mùa này và những cái vườn nào vừa rồi này có quả này những cây nào mất không có quả và những cây nào có quả này thì cứ các bác cứ tính sao năm nay sẽ làm được ba lớp lọc cứ ba lớp là khoanh các bác nhé ba lớp là khoanh không căn cứ theo thời điểm cứ ba lớp đủ đủ thời điểm khoanh là các bác sẽ khoanh là thứ nhất mới thứ hai là trong một cái vườn như này nhà em như này thì năm nay em chắc chắn sẽ khoanh làm hai lần là hai lớp có nghĩa cái lớp này sẽ là khoanh trước này đấy đúng không ạ thì có cái lớp lọc cây có quả này nó sẽ ra sau hơn này thì lớp này sẽ phải khoanh sau sẽ chờ ví dụ như là những cái cây cây mất mùa này có ba bốn cây mất mùa này thì bây giờ đang lớp lọc hài tốt như này rồi vào. thì chắc chắn là sẽ giao tầm <laughs> đầu tháng 9 em sẽ khoanh đầu tháng 9 khoanh thì đến à, sang đầu tháng 10 sẽ khoanh lại lần nữa chắc chắn sẽ phải khoanh hai lần đấy thế còn à, như những cái cây này mà nó sẽ dao động vào tầm à, cuối tháng 9 thì khoanh một vết là được cuối tháng 9 khoanh một vết đau là được các bác nhé Thế cho nên là không không cần đợi chờ nhau riêng năm nay làm vải là các bác không không nên đợi chờ nhau hoặc là cũng như là vườn của các bác anh em ở ngoài bắc này chẳng hạn đúng không? À, mà trong miền nam cũng vậy các bác mà thấy người ta khoanh rồi ý, mình cũng đừng bắt chiếc khi nó chênh nhau 10 ngày đến 15 ngày các bác vẫn cứ đủ lọc để các bác làm thêm cho nó già lọc ý, thì các bác cứ làm theo thôi ví dụ có khả năng là những nhà của các bác ngoài bắc này cũng vậy hoặc trong miền nam phải không ví dụ như em đây đang nói về cái cây là vải này nó không có quả này năm nay không có quả này cũng như các bác ở trong miền Nam cũng không có quả này thì các bác không theo cái cây có quả và theo cái cây này được đấy mà phải bắt cái cây này theo cây có quả mới là đúng đấy thế nên cho nên là những cái năm như này thì để uốn nắn nó rất chi là khó vì cây này bao giờ nó cũng cũng ra sớm hơn đấy nhưng nó tranh nhau chỉ tầm 10 ngày đến nửa tháng thôi thì các bác sẽ xử lý cây này trước cây này ba lớp năm nay em sẽ bắt ba lớp vẫn bắt ba lớp bình thường nhá em vẫn bắt ba lớp bình thường và cây này sẽ khoanh các bác cứ để ý xem cái vườn này sẽ cái những cây này sẽ khoanh vào đầu tháng 9 từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 9 sẽ được khoanh và những cây có quả cây có quả kia bây giờ mới ra kia thì là chắc chắn sẽ khoanh vào cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 các bác nhé cho nên là rất chi là dễ rồi đấy thì em đang nói về cái ngoài bắc là như vậy thì cái thời tiết là em em tính toán hết rồi các bác nhá tính toán để làm lọc và cũng như chúng là để chuẩn bị làm cái lọc hai này và lọc ba này là lọc ba là lọc cuối cùng để chuẩn bị lại tiếp tục khoanh để cho cây vài ủ hoa bước sang cái vụ mùa quả 24 sang 25 các bác nhé Đấy, các bác nhìn xem những cây nó không có quả già lọc kinh sợ Đấy, cây có quả đây các bác Đây, những cây có quả này, các bác nhìn ra Thấy chưa, thừa thớt không Mới lọc một cây có quả, mới lọc một đang nhú lọc hai rồi các bác nhé Vườn bây giờ đang dặm như rừng này Nhưng mà rào lại ngoài bắc nắng quá các bác khá nắng nắng gắt đây cả ngày buổi sáng này, này cứ nắng khá gắt luôn xong chiều lại mưa xuống này sợ thật cái lớp này không đẹp cái lớp vì cái lớp này là, là của em là làm sớm và bẻ sớm bán sớm xong thì uh, nó bén lắng ra cái lớp này không được đẹp đâu đây các bạn này. thấy chưa rồi thì bây giờ em sẽ nói về các bác chủ đề của các bác uh, miền Nam miền Bắc cũng như là các bác ở Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh nhé. đặc biệt là khu các bác ở bên Quảng Ninh, khu bên Đa Bạc, các bác nhé. khu đấy cũng nhiều vải sớm, thì cho nên là như năm nay các bác cứ làm ba lớp lọc xong có khoanh bình thường lại cho em. Đấy. khoanh sớm thì khoanh sớm thì thì các bác sẽ khoanh về cái màu lá như này nhá. nếu mình khoanh sớm, đây, màu lá nó ban sang như này, ban mỡ sang như này khoanh sớm thì các bác sẽ khoanh màu lá này thì nó sẽ giữ được lâu này các bác khoanh sớm không được khoanh lá già đen xì như dưới gốc nhé này gọi là khoanh đen xì như này này đây các bác nhìn cái màu lá này các bác không được khoanh màu này nhé. đây các bác khoanh cái màu trên này này đấy có nghĩa cái lân gân lá này nó dày và nó cứng này các bác bẻ sao nó kêu rồi thì như video mọi năm em vẫn chia sẻ này đấy thấy không là các bác ok thôi đấy đúng không Thế cho nên là ok, đây khoanh về cái màu này, khoanh sớm chúng ta sẽ khoanh về màu này. Và màu này thì là không phải là màu màu non nữa rồi. Đấy. Các bác năm nay là sang năm mà nó cực kỳ là nắng nhá. Các bác trong miền Nam và miền Bắc cũng vậy, lưu ý là cái thời điểm mà nó nắng gắt như này là các bác làm cái lọc non ấy, các bác khoanh lại, khoanh để ổ hoa ấy. thì khi nó ra hoa nó sẽ rất chi là sao chùm, nó mỏng mo, nó nứt rồi vén nắng nó chấm cháy nó rất chi là là mệt cho các bác luôn. Đấy cho nên các bác phải lưu ý thì cũng như em làm vải thì các bác lưu ý này vì em làm ấy thì là không bao giờ em để cho nó nở lớp đầu cuối bao giờ em lúc nào cũng đứng ở cái lớp lọc 2 hai có nghĩa là lớp hoa nở thứ hai nhá em không cho nó nở nở lớp đầu mà cho nở lớp giữa mà không cho nở lúc cuối cùng vì lớp cuối cùng em sẽ biết là nó sẽ rất chi là mỏng mò sai chùm đặc biệt luôn nhưng mà đôi khi cũng một ăn cả hai là ngã phải không đấy thế cho nên các bác phải lưu ý thì các bác trong miền Nam thì hiện tại giờ cũng đang lớp lọc hai đang ban rồi đó, chuẩn bị sắp già rồi thì thông tin nhà em xem trên các trang uh, Facebook cũng như là anh em khách ở trong đó vừa rồi gửi thuốc sâu cho các bác ở trong nó phun lọc thì uh, các bác ấy là bây giờ đang chuẩn bị ban rồi. Đang chuẩn bị ban rồi thì uh, uh, bạn bây giờ đang chuẩn bị ban thì nó vào cuối tháng 6 này sẽ sẽ ra lọc này, cuối tháng 6 sẽ ra lọc này. Và tầm khoảng độ tầm uh, th uh, đầu tháng 7, tầm mùng 5 mùng 10 tháng 7 thì các bác ở trong miền Nam sẽ bắt đầu ra một lớp nữa thì các bác sẽ thời điểm của các bác ở miền Nam ấy thì sẽ ra một lớp nữa thì một lớp nữa các bác cứ làm thoải mái ba lớp lọc cho em. Và thời điểm của miền Nam thì em vẫn nhắc lại cho các bác này. Bắt đầu từ đầu tháng 8 âm lịch trở đi là các bác thời điểm trong đó các bác khoanh trước ngoài này một tháng. Đấy thì các bác cứ đầu tháng 8 mà các bác đủ ba lớp lọc là các bác sẽ khoanh. Đúng không ạ? Còn các bác nào bắt ba uh, lớp lọc muộn thì các bác sẽ sang tháng 9 khoanh thì thời điểm của miền Nam có hai thời điểm khoanh và miền Bắc cũng có hai thời điểm khoanh. Đấy thì em nhắc lại cho tất cả các bác anh em làm vườn như vậy để cho các bác những cái bác nào mới làm vườn hoặc là mới biết kênh của em ấy thì các bác hãy cố gắng đăng ký kênh nhé để cũng là để các bác theo dõi video cho nó tiện miền bắc thì tháng 9 có một đợt khoanh này cứ từ tháng 9 nào đi là có một đợt khoanh này và tháng 10 có một đợt khoanh này nó là hai cái thời hai thời điểm đó là khoanh tốt nhất trong cái hai tháng tháng 9 và tháng 10 thì miền Nam có tháng 8 này à, và tháng 9 âm lịch này đấy các bác cứ tính như vậy cho em nhé à, thì cái căn cứ của cái vải u thì nó dễ làm thôi các bạn cái vải u nó dễ làm đấy thế nhưng mà năm nay thì ngoài Bắc thì cái vải u thì vẫn đạt đến 80 thế nhưng trong miền Nam thì lại toàn vải u hồng u sớm thì lại lại mất nhiều hơn đấy mà trong miền Nam thì các bác trong miền Nam thì lại không không có rét nhé nếu ngoài Bắc này bảo có rét thì là nó còn uh, còn còn bị không ra hoa được đúng không ạ thế nhưng ngoài ngoài Bắc này ý, thì là cái đợt uh, của đợt rét uh, bị thiệt hại nhất là đợt rét của một giữa tháng riêng âm lịch nhé giữa tháng riêng âm lịch ý, thì là đợt rét cuối cùng đó là cái đợt đấy là xương giá xuống là tất cả vải là có hoa lên khoảng độ hai đốt ngón tay hết rồi nhé. Uh, khô hoa và rụng và hỏng hết và sau chuyển thành lọc hết đấy các bác thì các bác ở trong miền Nam và các bác ở miền miền Bắc thì có hai cái cách như này để làm tại sao vì em làm kênh thì em vẫn phải phải tính toán ở Bắc và Nam vì các bác ở trong miền Nam thì các bác không có rét phải không thì các bác sẽ phải khoanh sớm hơn và thời gian đó sẽ khoanh sớm hơn thì là có nghĩa là cây vải sẽ được ngủ đông lâu hơn thì thì cây vải nó sẽ ủ được hoa cứ không theo ngoài Bắc là được đúng không ngoài Bắc mà khoanh khoảng tháng 10 hay là 20 tháng 10 mới khoanh thì các bác ở trong đó khoanh như thế là hơi muộn các bác nhé đấy à, còn để làm lọc thì để nó kịp thì làm sao không kịp phải không các bác nhưng mà cơ bản là cái cây nó có ủ được hoa phải để cho cái thời gian nó ủ hoa ví dụ các bác trong miền Nam tính sao nó có phải được tầm từ 6-70 ngày thì các bác sẽ là an toàn hơn khi các bác khoanh mà được 6-70 ngày à, mới đến giữa tháng 12 cây vải nó bật hoa thì là được tầm 6 70 ngày đổ ra thì các bác sẽ an toàn hơn vì cây vải chắc chắn sẽ ra hoa là cái chắc chắn các bác nhé Còn ngoài bắc thì cũng vậy, ngoài bắc này thì nếu mà năm nào mà nó nắng ấm ví dụ như 19 20 thì cũng như năm nay là 24 sang 25 này này cũng nắng ấm như đấy đấy. Đấy thì cho nên các bác vẫn phải ở ngoài bắc này vẫn phải thấp nhất phải được 50 ngày cho đến 60 ngày đổ ra thì các bác mới thành công được khi khoanh cây vải nó sẽ ủ được qua tốt hơn các bác nhé. Đấy. khi khoanh là không bao giờ cây vải để nó, hiện tượng là có một vài cành ở trong thân nó nhấp nhô mà muốn ra lọc thì là có nghĩa là cái cây đó vẫn chưa được chưa được ngủ đông chưa được ngừng nghỉ chuẩn và cây vẫn đang cái giai đoạn là muốn thức tỉnh bật lọc là chưa chưa đảm bảo các bác nhé quả dậm như rừng các bạn thì các bác ở trong miền Nam thì cũng vậy thì em chia sẻ như vậy để cho các bác biết là miền Nam miền Bắc thời điểm nào khoanh tốt nhất cho các bác thì em hôm nay em làm video nhắc lại như vậy để cho các bác vì hàng năm em vẫn làm video vẫn chia sẻ như vậy cơ bản là các bác sợ các bác quên hoặc là một số các bác mới làm thì các bác chưa biết thế cho nên là các bác hãy cố gắng thì đến cái thời điểm khoanh ủ hoa à, dùng đến kỹ thuật thì các bác cần thuốc gì cứ liên hệ cho em và các bác trong miền Nam em khuyên các bác là ở trong vườn này cũng như ngoài bắc nhé các bác lưu ý này à, cây nào già khoanh trước cây nào non khoanh sau các bác nhé không nên đi khoanh một lượt hết cả vườn được Thế cho nên là các bác hãy lưu ý đừng có khoanh như vậy nhé. Rồi, các bác xem video thực sự thấy hay hữu ích cho xin like đăng ký chia sẻ cho kênh thương hiệu Lục Ngạn TV nhé. Đó, xin thân ái chào tạm biệt các bác và chúc các bác vụ mùa của 24 sang 25 này sẽ thành công các bác nhé.